Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Toàn Meter. Anh em biết đấy, ở clip trước thì mình có làm sơ lược về một số nhân vật tương quan, cảnh giới, phân loại tiên nhân, lĩnh vực cảnh giới hay là địa danh và thế lực trong truyện phàm nhân tu tiên rồi. Nên hôm nay thì mình sẽ làm sơ lược về một số thứ có thể giúp tăng cường thực lực cho người tu tiên trong phàm nhân tu tiên như đan dược, linh tài nhé. Trước khi đi vào chủ đề của clip ngày hôm nay thì các bạn hãy bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Đầu tiên là đan dược. Thứ nhất mình muốn đến đó là đan sư. Đan sư bao gồm nhân đan sư, có thể luyện chế phổ thông tu sĩ đan dược. Thứ hai là địa đan sư, có thể luyện chế tiên nhân cần thiết đan dược. Thứ ba là thiên đan sư, lại tên đạo đan sư, tiên giới địa vị cao cả nhất luyện đan sư, có thể luyện chế đạo đan, ẩn chứa thiên địa pháp tắc chi lực đan dược. Về một số loại đan dược như vọng tê đan, nguyên anh kỳ đan dược, chủ tài vân hạ thảo, quy nguyên đan, nhưng đại bổ nguyên khí tràn đầy khí huyết, xuân lâm đan, chân tiên địa giai tinh tiến đan dược, năm vạn năm cầu long thảo một gốc, 5.000 năm phần đoạn hải hoa bao đóa, buồn thủy quát thổi phòng, 3.000 năm phần u la quả 7 viên, thống nguyên đan, chân tiên địa giai tịnh tiến đan dược, 5.000 năm lấy linh thảo một gốc, các loại linh dược khác phụ tài, nhiên anh huyết đan, thiêu đốt nguyên anh tinh huyết trong thời gian ngắn tăng lên rất lớn tu vi, cấm dược, thừa uyển đan, chân tiên địa giai đan dược, 5-6 vạn năm trở lên linh tài, thời gian đạo đan. Đạo đan cần chủ tài là lôi trì kim dịch, đồ linh nhị hoa, u xương mù thảo, phù sinh quả, trời tạo tham gia, nhập cát quỳ, ngưng lộ thảo, thời gian tinh hạt. Vạn luân đan, chân tiên hậu kỳ đan dược, cần chủ tài là vạn vòng quả, hoa dụng hoa, huyết tinh ngó sen. Kim hồn đan, hiếm có đan dược có thể phụ trợ chân tiên hậu kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh, tăng lên tu vi tới tiên kiên cảnh sát xuất, cần chủ tài là kim tiên nguyên anh. Hương nguyên đan, âm thuộc tính đạo đan, cần chủ tài là hắc thủy tinh. Thú thai huyền nguyên đan, dùng một chút thiên địa kỳ thú cúng rốn hoặc là ẩn chứa tinh thuần huyết mạch thú loãn là chủ vật liệu được chế thành một loại chân quý đan dược. Thái ớt đan là một loại có thể trợ giúp kim tiên đỉnh phong tu sĩ chống cự lại ngũ suy chi kiếp, tiến giai thái ớt cảnh đạo đan. Thanh minh đan, kim tiên đan dược, cần dạ quang thảo. Thiên hoa đan, kim tiên đan dược, cần chủ tài là thiên hồng dây leo, tử u thảo. Tuyết phách đan, nhưng cố bản bồi nguyên xúc tiến tu vi. Ngũ thạch đan, kim tiên cấp vững chắc nhất cảnh giới, tăng cao tu vi đan dược. Túc sát đan, có thể chống đỡ ngự sát khí phản vệ, trợ kim tiên vượt qua sát suy, cần chủ tài là khổ lạc thảo, huyền chỉ thạch tinh. Kim cương thiết cốt đan, kim linh chi phát tắc đạo đan, có thể trợ giúp lĩnh ngộ kim chi phát tắc, còn có thể cường hóa nhục thân. Ngọc thanh đan, thái ất cấp tinh tiến đan dược, cần ngọc dương tủy, phong linh tử, cửu diệp thù du. Ất uyển đan, thái ất cấp tinh tiến đan dược. Tả long đan, thái ất trung kỳ tu sĩ tinh tiến tu vi đan dược. Thiên thanh đan, thái ất cấp bậc tinh tiến đan dược. Về linh tài thì có vân hạp thảo, lại xương biến sắc thảo, 3.000 năm bắt đầu đỏ lên, 1.000 năm bắt đầu đỏ thẫm, 3.000 năm trở lên thì đỏ tía, có thể thu làm mặt trời mọc tới chi khí, 100.000 năm trở lên liền sẽ đản sinh ra một tia tiên thiên tử khí. Thổ tôn quả, kỳ dị hạch đào trạng, ẩn chứa có một tia thổ thuộc tính lực lượng phát tắc. Đản hồn hoa, nhưng luyện chế chỉ hóa thân, điện tiên tiến giai cùng với đột phá tu luyện bình cảnh, 100 năm trong vòng có lá không hoa, 1.000 năm sau đó màu sắc bạch chuyển đỏ, 5.000 năm sau chuyển từ đỏ sang tử, 1.000 năm sau trên mặt cánh hoa thì sẽ sinh ra một đạo kim văn, về sau cách mỗi 1.000 năm thì sẽ thêm một đạo. Cầu long thảo, xanh biết như ngọc, ngoại hình có chút uốn lượn, bày biện ra hình rồng, phiến lá nhỏ bé, kề sát tại linh thảo chủ thân bên trên, giống như từng mai lân phiến. Thiên linh trúc diệp thảo, một loại ẩn chứa tia độc pháp tắc linh thảo, coi đây là thuốc sớm nhưng hợp với giải tận vạn động đích đan. Cuồng diễm thảo, hỏa thuộc tính linh thảo, vừa qua 10.000 năm xuất sinh ra một tia hỏa thuộc tính pháp tắc, có thể dùng tại luyện chế một chút cực phẩm hỏa thuộc tính đan dược hoặc là đạo đan. Tinh huy thảo, ẩn chứa tinh thần chi lực linh thảo, chủ cán cùng với phiền não ánh sáng long lanh, là vật liệu luyện chế tinh thần đan dược tuyệt hảo. Lộc nung thảo, toàn thân đỏ sậm, ngoại hình giống sừng hươu, nhưng luyện chế chân tiên cấp bậc trở lên chữa thương đan dược. Vạn hồn thảo, sinh tại u hồn tụ tập bên trong thông nguyên, vì vạn hồn tinh hoa chí linh vật, có thể tăng mạnh kim tiên tu sĩ thần hồn. Huyền chỉ hoa, đơn gốc sinh trưởng vài vạn năm mới có thể nở ra một đóa hoa, nhưng kết xuất huyền chỉ tinh thạch lại danh hoa tâm thạch, là luyện chế khu trừ sát khí, đột phá sát suy đan dược kỳ chân. Lượng sinh thụ, có thể trợ giúp vượt qua sát suy chi kiếp. Kim tu thập diệp hoa,
ẩn chứa từng sợi kim tuyến như mặt trời mới mọc ấm áp quang mang, như lợi ích cây khác tiên linh thảo sinh trưởng. Khổ lạc hoa, hơi mở thực vật, phiến lá thông thấu mỏng manh giống như là băng tinh, bên trong mạch nào rõ ràng phân bố, là luyện chế túc sát đan chủ tài. Huyền chân chi tinh, tiến giai đại la chi dụng. U thủy tiên liên, chân tiên giới thập đại tiên liên một trong, có thể đem nhục thân chuyển hóa thành lĩnh ngộ thủy thuộc tính pháp tắc, u thủy tiên thể. Ok, trên đây là một số loại đan dược và linh tài mà mình biết. Các bạn thấy mình có nói thiếu điểm gì hay cần mình nói thêm ở điểm nào thì cứ để lại ở dưới phần bình luận giúp mình. Clip của mình đã kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình.